UFO hay còn gọi là vật thể bay không xác định. Nhiều UFO được miêu tả có đặc tính lạ. Đã có người suy xét rằng những UFO là tàu vũ trụ được chế tạo bởi sinh vật ngoài trái đất. Chưa có các chứng cứ rõ ràng theo khoa học tự nhiên rằng tàu vũ trụ như vậy tồn tại. Tuy có nhiều loại chứng cứ, dấu vết đang được bàn cãi trong cộng đồng. Nhiều nhà UFO học cho rằng hiện nay có những chứng cứ rõ ràng để các chính phủ đang che giấu chúng. Có vẻ vì e ngại sự lan rộng của nỗi hoảng sợ và tình trạng chia rẽ nếu để lộ những thông tin như vậy. Vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời và trên mặt đất đã được ghi lại nhiều lần trong lịch sử. Mặc dù vẫn chỉ là những bí ẩn, nhưng người ta đã thống kê ra được 10 địa điểm hay xuất hiện UFO. Và sau đây là top 10 địa điểm hay xuất hiện UFO nhất trên thế giới. Indonesia. Tại Indonesia, số trường hợp phát hiện thấy UFO được ghi nhận hàng năm rất cao. Nhưng thật không may là số lượng những người có thể quay lại được, hình ảnh của chúng lại rất ít. Duy nhất một trường hợp xảy ra vào năm 2004, khi rất nhiều người được chứng kiến sự xuất hiện của một UFO khi xảy ra thảm họa sóng thần trên Ấn Độ Dương. Pháp. Pháp cũng là quốc gia ghi nhận số lượng các trường hợp đụng độ với UFO lớn và đa dạng, thậm chí còn có các trường hợp được phát hiện từ thời Trung Cổ. Trong năm 2007, chính phủ nước này đã giải mật hàng ngàn tài liệu về UFO trong quá khứ và hiện tại. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức đã tiến hành các thí nghiệm với đĩa bay và thậm chí còn có cả kế hoạch tạo ra người hành tinh giả. Canada là láng giềng của đất nước phát hiện nhiều UFO nhất trên thế giới. Người Canada cũng từng kể lại nhiều câu chuyện đụng độ với người ngoài hành tinh hết sức ly kỳ. Ví dụ như là chứng kiến đĩa bay hạ cánh xuống trong khu rừng, đĩa bay bay qua hàng rào, vân vân. Đôi khi một số người còn tuyên bố họ bị UFO làm bị thương. Đó là trường hợp xảy ra trong năm 1967. Santa Michael Clark kể rằng UFO làm anh bị bỏng và nhiễm phóng xạ. Anh. Người Anh cũng thường xuyên có các cuộc đụng độ với UFO, nhất là khu vực giáp danh ở tây nam xứ Wales. Sussex Plain là nơi phát hiện UFO nhiều nhất. Trong năm 2008, Bộ Quốc phòng Anh đã giải mật 4.000 tài liệu UFO, trong đó có hàng ngàn người kể rằng họ đã từng chứng kiến UFO xuất hiện ở Anh, trong đó có 23 trường hợp đầy sức thuyết phục. Nhưng điển hình nhất là sự kiện vào năm 1980 khi một binh sĩ thuộc căn cứ không quân Hoàng gia được lệnh đi kiểm tra hiện trường một vụ rơi máy bay trong khu rừng gần đó, kể rằng anh đã nhìn thấy một chiếc đĩa bay nhỏ trong rừng và chụp ánh sáng lạ phát ra từ đó.
Mexico. Mexico là một trong những điểm nổi tiếng có nhiều trường hợp phát hiện UFO. Người ta tin rằng Mexico City là nơi khách du lịch đặc biệt nhiều người ngoài hành tinh rất yêu thích. Giống như tất cả khách du lịch khác, họ tới đây thăm thú với các kiến trúc cổ. Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Trung Quốc là nơi người ngoài hành tinh và người trái đất sống chung hòa bình nhất. Một số nhà nghiên cứu UFO, đặc biệt là Harwin Hedro, tin rằng các câu chuyện thần thoại của Trung Quốc từ xa xưa đã có bóng dáng của UFO. Họ tin rằng con rồng trong truyền thuyết của người Trung Hoa chính là một chiếc đĩa bay và các vĩ nhân sau một thời gian chung sống hài hòa với con người lại cưỡi rồng bay trở về lên chính đĩa bay và rời khỏi trái đất. Nga. Trong mảng tối nhất của cuộc chiến tranh lạnh, Mỹ đã từng lên tiếng báo buộc Nga đang phát triển đĩa bay trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, đến nay cáo buộc này vẫn chưa chứng minh được. Trong khi đó, nước Nga có rất nhiều câu chuyện ly kỳ về cuộc đụng độ với UFO. UFO được phát hiện nhiều lần tại những cánh rừng gần biên giới Nga-Trung. Nhưng do khu vực này quá hẻo lánh, nên việc người dân báo cáo phát hiện của họ với chính quyền rất chậm trễ và dẫn tới việc xác minh bị gián đoạn. Quân đội Nga cũng từng ghi nhận hàng ngàn cuộc đụng độ với UFO. Câu chuyện khó tin nhất trong số được Hải quân Nga tiết lộ trong năm 2009 cho biết, vào năm 1982, một số thợ lặn thăm dò hồ Baikal được đụng độ với một sinh vật giống người, mặc trang phục màu bạc bên dưới mặt nước 500m. Kết quả cuộc đụng độ đã khiến 3 binh sĩ Nga thiệt mạng. Brazil. Các cuộc đụng độ với người ngoài hành tinh được ghi nhận ở Brazil có lẽ là đáng lo ngại nhất, bởi vì những người Brazil sau khi tiếp xúc với họ thường bị thương nghiêm trọng. Ví dụ, người đàn ông tên là Cora Gonzalez kể rằng anh bị chùm tia laser tấn công để lại những vết bỏng bức xạ nghiêm trọng. Có lẽ do đó chính phủ Brazil đã phải sử dụng vũ trang để đối phó với các cuộc viếng thăm không thiện cảm của các sinh vật đến từ vũ trụ. Vào năm 1996, Brazil từng điều máy bay quân sự huy động lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cũng như quân đội đối phó với hai vị khách xa lạ. Mặc dù chi tiết cuộc đụng độ này được coi là tối mật, nhưng lực lượng không quân Brazil cũng đã từng tiết lộ thông tin về sự cố được gọi là đêm UFO. Trong đó 20 máy bay chiến đấu được huy động để đánh trận UFO. Mỹ. Phải thừa nhận rằng Mỹ là một trung tâm hoạt động của người ngoài hành tinh với hàng ngàn báo cáo đụng độ UFO mỗi năm. Có lẽ bằng chứng thuyết phục nhất về sự xuất hiện của UFO trên đất nước Mỹ là sự việc có một số lượng lớn người chứng kiến. Tối ngày 13 tháng 3 năm 1997, hơn 100 nhân chứng đã đồng loạt tuyên bố rằng họ nhìn thấy hình chữ V hay hình tam giác bay trên bầu trời. Có tới 5-10% dân số Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ từng nhìn thấy UFO. Mỹ cũng là quốc gia có số vụ người trái đất tuyên bố bị UFO bắt cóc cao nhất thế giới. Vậy là top 10 địa điểm hay xuất hiện UFO nhất trên thế giới đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh của mình để có thể theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn và chào tạm biệt.